Thưa chế nòng lon tỏng pan, trời tỏng xăm, sang bá tầy lỏng nhăn, lon lạc lầy, vân cắn sao hao không gian hao trồi, trời bá tầy thiền tự, tiêu Phật tử, lon du khách, trời cằn, lon trời rền, giàu thể tập tiểu hao khán hầu, cú xế xẹng, hàng nhạt, láo tó còn on xăm, lon hao trồi, trồi xăm. Lai lòn chùa bố hạ, ép can chùa cổ trồi mến nay linh, nhân kiệt trồi yên thế. Du khách lôm láo kín cố cộng hao trồi, lòn bình an. Mời cháy nòng lon tổng bàn, xem cả tiếng dầu. Chùa Bố Hạ, sào trồi mến nay chùa tổ dân phố Gia Lâm, thị trấn Bố Hạ. Chùa gắn sào man hám cà táng, nơi sẩy bố quang tự. Cây sẩy rắt trồi học cộng trình kiến trúc cổ cắn, lòn luyện tàu, một sẩy trồi bến đình cùng sẩy. Lâm cú nhăn men táng dịch, chùa gắn tay, trồi po tàn đồn. Trời bá tẩy cây, vân cắn sào sang bá tẩy, lồm mãi chùa, tên chùa. Chùa mặt này chân sẻ nhạy, hơi sảng, chân sẻ đơn giản, sẻ bá tầy tiêu phai Phật. Màu cắn xảo nà tư liệu nà tăng dịch, chùa ta khơi sảng chặn, nhập giấy xa nà. Trọc lòn sang màng chạm khắc, trồi sang hào tao bảy, bức cốn, vỉ nóc. Lòn sang hào ăn, lấy linh. Mền tài trong, long bến chọc, cúc, thồng. Lạ tăng kính, chùa Bố Hạ, xây sản phẩm, kiến trúc cố xây Nguyễn. Chùa Bố Hạ ấy, thì được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 19. Chùa Bố Hạ tắc khai sảng, nhập mỗi thế kỷ sập cầu. Chùa xảy bá tẩy sang phạt làm linh, phai thật cố, mến nay, bo cổ. Chùa năng xây tắc khai sảng, trồi ép bá po. Mà cung xây xảy trường tiểu tộc, ta mạt bị thực dân phạm, lai triệng, đi chùa là hơi hối cậy tổ dân phố tân tiến cung xây. Lon táo tàu thế kỷ nhảy sạp, chùa tú nàng tạc hầy cậy bá tẩy cùng xây. Thế đầu thế kỷ thứ 20, thì tức là vào cái năm 1917, thì chùa và đình được về chuyển về đây và xây dựng ở cái địa điểm này như hiện nay. Chùa Bố Hạ cùng xây giàu trồi ép bá tên vột, mền chến chặt cảng thường, ăn tiếng là cạn suối leng, dặm hàng nền. Di tích tạc hơi sảng, lôm kiểu chảy công, cho nên rào ngổ gian lện lầu, ếch gian cộm sáng lì, lon làm gian, trồi cầu điện, tạc chẹp sáng lòn. Bền hao mọc trồi, lôm kiểu, lện kẻ hộ bầy, liều chỗ bền mọc lim, san tạc hơi sảng sọc cạt, tạc cúi bền ngả, làm gian trời tóc lặm, rào môn bức bàn, lẻng hồi, rào lấy củ phổi, đào, tao đào, xây hình trái dành bến phượng thân lon nền tắc chỗ bền sọc cạt thủ công hao hệ thống tượng Phật các sắc mặt phay các sắc mặt trạng trí cú chùa xây hao hiện vật xảo cá trị cậy mền phán vá lon tiếng dầu cậy lịch sử cạt bệt chùa cán xào ếch di tích hán tự tắc khắc chùi mọc chùi lon sang tiêu đối hệ thống tượng Phật của chùa Bố Hạ chân xây độc đáo do tính nghệ thuật loan tính nhân văn cầu chất liệu hào tượng Phật tắc chấu bền mọc mít sơn son bền cẩm vùng còn bài trí lồm ép bố cục chân xây càn pho tượng tổ tạc tạp sàng bề mọc chỉ trồi xếp bền lẻng cú sáu khôn tạp trồi tóng lặm lôm cú cổng thiền chân dung đồn hậu đáng quý nên xảy tòa cao lòng tắc chỗ bền mọc loan hao lầu nét chạm khắc tràn xảy khéo léo tinh tế phát di vật quý xây sản phẩm nghệ thuật cổ giàu giá trị hạc tao hầu di vật lâm tăng sáng mạc bền sứ cú tặng bền thệt lăng xảy hao mặt giàu cầu giàu giá trị là tác nhân men lao tiểu bảo vệ của hàng thế kỷ cũ chấu sằng thẹm vẻ hầu cổ cắn tám căn chùa cầy lon hầu cá chỉ phán vá cả sạc nên ở trên cao bèo cao sập giặt chùa Bố Hạ tắc cổ cạ cong nhằn xảy di tích nghệ thuật cấp cổ cạ theo như hồ sơ xếp hạng thì chùa Bố Hạ trước đây được xây dựng và tọa lạc trên cái vị trí là đỉnh đồi đồn
năng xây chùa bố hạ tắc khơi sảng lòn chồi ép tá po cầu nên ở trên bạt bẹc ba sập chặt chùa bị chặt phạp lai cọt cú nhân men tẩy bạn là hơi chùa cày bá tẩy sàn nét độc đáo cú chùa bố hạ tắc kín cố sang mảng chạm khắc chồi sang bước đầu bảy bức cốn sang hầu vì nóc lon đề tài trạng trí lấy lình cho nên giàu long ly quỳ phượng lon lầu kiến trúc giàu khéng của sấy Nguyễn chơi lon này xảy sang hầu chảy khi tắc khắc chồi hầu mọc chồi lon hệ thống tường Phật là tạc chạm khắc chẳng xỉ hầu tinh xảo. Sau trời chay ết quần thể đình chùa bố hạ là sảy hào di tích kiến trúc cổ cắn cẩy chiếu mền trồi càng xuôi thượng chằn chằn ta cắn tay là sảy bá tày tập tròn cố nhân men trồi trụn chơi hao xeo vạt tín ngưỡng tôn giáo di sảy bá tày xào lọng nhan cầu ối sang rằng hầu di lôm đình chùa bố hạ di sảy bá tày rào chặt tổ hao cong chấu tài của tể phụng nhất sảy trồi lẻng mạt kháng chiến con chạc phạp lòn mị di lôm trồi cú cọng hay sàng chủ nghĩa trà vồi nơi vừa sảy hào di tích lịch sử vừa sảy danh thắng cố tể phụng sảy cú cọng tự hào cố nhân men bố hạ trong thời kỳ kháng chiến thì chùa bố hạ còn là nơi diễn ra nhiều cái hoạt động trôi xế san cọt chạc chùa bố hạ cán sảy bá tày rào chặt tô mạt hồi họp lon cáng cầu của hao tài piêu cách mạng lon bá tày cây di sảy bá tày tàu các xác mạt dòng cố văn quân đội lon cá trị lịch sử phán phá căn chấu nên ở trên cầu bẹc cao sập giạt bộ phán phá thông tin lạ xếp hàng lon cầu nhàn chùa bố hạ xảy di tích kiến trúc nghệ thuật cấp cục hạ cấp quốc gia. Hồi cố hàng thế kỷ, lon tổ hao bến cố lịch sử trả vội. Cố cọng phá hoại cố thêm tầy, lon hồi lạc phỏng tài, xui tài, lẹt ong, vô phạt. Chùa bố hạ, lạ giàu, nguy cơ, bị bằng. Nhà xích tạc cá trị cố xỉ tích nên nhảy trên ăn chặt, chấn quyền lon cố nhân men, tú nặng ép mạt nữa, cọp ngăn trên, tiêu hơi sảng lại căn chùa. Kiến trúc cố căn chùa, giàu khéng cố kiến trúc cầu. Trong các xác mặt dòng, lon khung chiều lạt bể xi măng, xịt thệt, xôi mẹ bền mọc, cúi ngà bạt. Công bài trí cho chùa, di tắc chấu lồng nang xây. Hàng nên nhập sang nhà sập lấy sập ngầu nhảy nhiệt văn, nhân men tẩy bạn tố năng vụi hội. Hạc tao của cọng kiến tạc cọng xịt ợn, cọng tôn vinh sang cố nhan là giàu cọng vụi chặt, lao tiểu sang lẩy. Lễ hội cắn cầu tắng nhân men on lạm, ết nên hồi lạc phọng hầu đặc mô, óc óc phao nổn hạnh phúc. Hạc tao phần lầy cắn tổ chức trang trọng, trôi khuôn khổ lễ hội truyền thọng cố đình, chùa bố hạ cắn rào chặt tổ hào cọng chấu phán phá văn nghệ thể thao phối nổi, lôm trắng hạt, trắng quan họ, trôi thuyền, hội thi, sàn, giác nhạy, chuối phọng, thi đấu bóng truyền hấy, bóng bàn, khâu mau cờ tướng lon hâu trò lãng dần dàn cả táng sau hốt lọng cú du khách trượt lấy bên tẩy lon của nhân men tẩy bạn cải tiếng sầu ở đây hàng năm thì có tổ chức cái lễ hội hàng nên trái nông ngộ cây là tổ chức lễ hội sau hốt lọng của nhân men tẩy bạn lon của nhân men trượt lấy bên tẩy lai dự cầu táng phỏng hội tạc hầu tạc mô nhân men giàu khấy lạt hao lạn hối tọc sội tọc tạc cho mỗi phần lầy đi dạo phần hội tổ chức sang hao trò láng dân gian văn nghệ sau hút lọng của nhân lây giàu có tổ chức văn nghệ giao lưu văn nghệ được các nhân dân và thu hút được khách thập phương rất là đông nhằm lao tiểu lon phát huy truyền thọng hát xuôi cấy cằn keng bền học cổng chấu chặn hạc xen sang trường tọc chùa tẩy bạn thị trấn bố hạ là giàu thệm hao nhà xích cây lịch sử tẩy bạn tròn sau cóp lạt hai giảng bó về di tích di sản cố tẩy phụng thỏng cố của cổng chấu cây hao nào xích xích xàm hơn lon chơi cản hơn lon nhà xích cổng chấu hơn nữa lon sang lầy cổ cả hàng năm ạ thì đến lễ ở chùa thì các thầy cô hàng nên hạc trà hạc pu lan tắng nòng học cây lai cây tiếng dầu bá di tích lịch sử lon sáu tầy bá di tích cú này nòng học cây xích lao tiểu bảo vệ bá di tích lon thèm khen sang lầy cổ cạ
Nóng là tuyên truyền tắng khao hấu cấy của nòng, cây truyền thọng, cọ hầu của răng lầy. Tốt đẹp ở quê hương. Các chị phán phá cú di tích chùa Bố Hạ, các tác khẳng định trồi bá tầy tắp sẵn, cảnh quan trồi lem bền. Học kiến trúc cầu cắn tay cây, lan dầu trồi lem cả thường. Trời bá tầy, vừa ngày táng cộng, nay tiếng dầu. Vừa chấu thẹm phần cổ cắn mỹ lệ bởi cảnh sắc vật thờ, xen tòng. Dầu trồi bá tàu tàn bến bãi, trời bá tàu cố sang tiêu lầu hối lai, lem bền xảy sang căn mọc này. Sào ăn leng, sào càng suối leng, lau cố hàng đen. Sào sang cố trụn, bao nùn, sào hạt trồi lem càng. Sào sang cố háng, tràn xề lọng nhan. Sào hao công trình, hơi sảng hiện đại, trồi lem bền. Thiến tắng bá di tích đình chùa Bố Hạ, càng cổ cắn, loan sào cá trị thực sự tắng du khách, ta mạt lai tiếng dầu. Cầu on xăm, may mắn, táo ọc tàu, hấu cấy, lòn cháy nòng. Tôi cũng là người Thanh Hóa, tôi ra đây làm nghỉ đá cũng được chục năm rồi. Ngoạt sẩy của nhân chồi Thanh Hóa, ngồi chặt cây lai chầu cọng là tạc sạp nên. Cắn nhặt, rào mạt lai tiếng dầu chùa Bố Hạ, ngồi kiến căn chùa chân sẩy cổ cắn, lon linh thiêng, lon tràn, hầu. Ngồi lai cây xỉu dạng, tiêu cầu mong úi rào hấy lạt, on làm, tắng ọc tàu, lon cháy nòng. Coi như là tôi đến đây rất là thích, coi như là cũng đến đây để mong muốn là được thắp nén nhang để chúc sức khỏe cho gia đình và người thân. Chùa Bố Hạ, căn chùa xứng đáng sẽ di tích lịch sử phán phá cấp bục cả. Bởi cây mở hồng sẩy bá tầy sang phạt phán phá làm linh cố nhân men trôi thị trấn. Mà cá sẩy ếch bá tầy du lịch hấp dẫn, sau trồi cụm di tích đình chùa Bố Hạ. Lao tiểu, sầu lại, tiêu chùa càng nhạt cả phất chấn, xứng đáng lon cá chi lịch sử, cạo tài, cú côi. Lòn di sẩy di tích, tiêu năm nổi lặn lên, sang sấy cho mồi, lan chiến cày, cày cằn kèng, lâm truyền thạo phán phá, lịch sử ta tổ sấy. Xác định tặc sản này, chán quyền tẩy bạn dưới la rào hao chán sội, di lôm còng dâu táo, sẩy lầu, tiêu bao tồn, lon phát huy, hao cá trị phán phá, phi vật thể, trồi tẩy bạn. Tiêu miến này trồi lem càng thường cày, càng thêm hấp dẫn khách du lịch, trồi sấy bên tay. Hàng năm ngoài cái ngân sách đầu tư từ cái nguồn ngân sách nhà địa phương thì hàng nên hạt tao ngăn sội tao từ tà tẩy bạn cấp ủy chính quyền tẩy bạn lan chấu hao con vạt trả vội bến trời cộng sầu lại tai cậu hao di tích lịch sử trời tẩy bạn cặp bè sẩy bá di tích lịch sử cấp cục cả chùa Bố Hạ sang hào bàn ngành đoàn thể lon cố nhân men trời tẩy bạn hào óc làm hầu năm nổi lặn lên cú tẩy bạn làng xẻng lon chấu cộng trời bá tây rèn là chẳng ngăn trên tiêu ngọc cây sầu lại tai cậu hầu di tích trồi tề bạn đáp ứng tắc nhu cầu sang vạt phán vá làm linh cố nhân men tề bạn lai táo cung xây càng chùa càng nhạt càng hầu hơn đáp ứng tắc mong úi của nhân men đáp ứng được cái nhu cầu tâm linh của nhân dân trong và ngoài địa phương. Hối cố tô xây san đồ thị bến căn chùa vần nệm càn lo xây xiềng xiềng vạt làm linh cố cộng đồng nhân men tẩy bàn cá trị lịch sử phán phá nghệ thuật của căn chùa càng nhạt càng tắc càng sảng lon trân trọng trên lon này xây đình Bố Hạ chùa Bố Hạ là chỗ phạt ít quần thể di tích tôn giáo tín ngưỡng có phản kiến tạo lon lao tiểu ít sảng hao trời phán phá cổ truyền Việt Nam.